Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Lần đầu tiên thì chủ kênh xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến tất cả các cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước. Kính thưa các cô bác anh chị, thì liên quan đến chủ đề drama của cô Nguyễn Phương Hằng, thì hiện nay coi như là cô Nguyễn Phương Hằng đang rất là căng thẳng các cô bác anh chị, có thể nói là tứ bề thọ địch. Một trong những cái người mà coi như là thầm thương trộm nhớ chiếu cố cô Nguyễn Phương Hằng nhiều nhất đó là anh Đức Hỉnh của anh chị. Thì mình tưởng đâu là anh Đức Hỉnh là coi như là cái ảnh là một nhà báo coi như là công tâm khách quan, lên án cái xấu, lên án những cái điều mà không tốt không hay, nhưng cuối cùng các anh chị thấy chức quớt hết trơn rồi. Thì hôm nay vô tình đi lang thang trên mạng thì em đã hiểu rồi, cô bác chị ơi, em đã biết được rồi vì sao anh Hỉnh thầm thương trộm nhớ cô Nguyễn Phương Hằng đến như vậy. Thì ra là cái ý đồ của anh Hỉnh coi như là muốn coi như bịt miệng cô Nguyễn Phương Hằng về vấn đề mà liên quan đến từ thiện. Trời ơi, thì ra anh Hỉnh là một trong những người mà cũng có dính đến vụ này hay sao anh Hỉnh hả? Mà không hiểu sao cô bác chị, trời đất ơi, trời ơi, đây này cô bác chị ơi, trên một tờ báo mà đưa thông tin mà tài khoản cá nhân để mà quyên góp tiền từ thiện ở trong đây là sao hả? Vụ gì đây anh tổng biên tập có biết chuyện này hay không, hay là vừa qua chúng ta thấy rồi anh tổng coi như là cũng không chịu gặp bà Hằng, có vấn đề gì hay không? Ở đây là gì đây? Thông tin gì bạn đọc giúp chị gì Trang gì xin gửi về các số tài khoản. Số trên là số của tòa soạn. Nhưng tại sao lại kèm số dưới của anh Hỉnh nào đây hả? Ngân hàng Techcombank. Thua rồi. Chúng ta thấy nhận diện chưa ha? Những cái người mà tấn công vào cô Nguyễn Phương Hằng đa số là những người mà có liên quan đến chén cơm từ thiện của bác anh chị ha. Và cô bác anh chị xem đây ha, xem cái bản sao kê hay sao kê của anh Đức Hỉnh đây cô bác anh chị. Trời ơi, nhìn cái bản coi như là sao kê này, coi như là gớt nước mắt của bác anh chị, chấn động võ lâm quá. Có tâm ha cô bác anh chị, comment từng cái ha. Ai ủng hộ coi như là comment từng cái lên số lên ha. Vì bạn, một bạn không nêu tên, 1 triệu ha. Rồi bạn Phương Hoàng Ngọc gì đó 500 ngàn, trời ơi, comment từng cái luôn, rớt nước mắt của ba anh chị ơi. Trời ơi, rớt nước mắt mà sốc quá. Mà hỏi nghe, nói nghe nè, kêu gọi từ thiện kêu gọi bằng cá nhân mà để số tài khoản trên báo đó, có sao kê chưa vậy, có sao kê chưa hả? Thấy cũng lớn lắm mà, phải làm cũng lớn lắm mà. Trời, rớt nước mắt của ba anh chị. Trời ơi, một bạn không tên, bao nhiêu tiền đây? 500 ngàn. Thời buổi này mà thấy cái là sao kê như vậy thì quá có tâm, quá chịu khó ha. Rồi, trong khi đó thì ra ngân hàng xẹt về cái mấy phút coi như là bao nhiêu thời gian cũng đâu có nhiều đâu. Khách hàng VIP mà là có ngay bản sao kê, có một đỏ đẹp rõ ràng đàng hoàng. Anh Hỉnh chúng ta sao kê rớt nước mắt không, mà cái này sao kê mà như thế này thì các chú công an chứ không chịu đâu nha. Không chịu đâu đó, căng lắm à, chứ không phải đơn giản đâu. Mà như chúng ta đã biết đó, cái vấn đề mà coi như là liên quan đến từ thiện đó, thì tại cuộc họp quốc hội, bộ trưởng bộ công an mới đây là bộ trưởng bộ công an Tô Lâm ha, đã trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội như sau ha. Hiện nay bộ công an đang giao cục cảnh sát hình sự tiến hành thụ lý kiểm tra xác minh các nguồn tin phản ánh về hoạt động quyên góp tiền từ thiện cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra ở khu vực miền Trung năm 2020 của một số nghệ sĩ để làm rõ những vụ việc theo quy định của pháp luật. Được đăng trên báo Thanh tra đàng hoàng nha, thông tin báo Thanh tra đàng hoàng nha. Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các ngân hàng tiến hành rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện
để làm rõ việc quyên góp của quá trình giải ngân. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi xác minh làm rõ số tiền hàng của các nghệ sĩ đã tiến hành tài trợ từ thiện tại các địa phương. Theo Bộ trưởng Công an, Cục Cảnh sát Hình sự đã mời một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc rà soát, nắm tình hình từ thiện diễn ra trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng những hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản. Đấy, cái khúc này là dành cho anh nè ha. À, sau khi minh bạch công khai chưa ha, Cục Cảnh sát Hình sự coi như là chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc rà soát, nắm tình hình từ thiện diễn ra trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân lợi dụng những hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản. Làm gương đi ha, nhà báo mà nói mình nhà một là nhà báo mà ha, mình coi như là một phó tổng biên tập mà, thì mình phải làm gương đi chứ, mới coi như là cũng tới ha. Hiện nay hình như là làm cũng rất là mạnh rồi đó, qua hôm kia đó, mấy bữa trước rồi đó, ở Hải Phòng lụm một em rồi đó, vừa rồi thì ở Nghệ An mới hốt thêm em nữa đó, hai thi gửi từ tháng 5 đó, kêu gọi từ tháng 5 đó, lụm rồi đó. Phan Hồng ha. Cái gì cũng phải làm gương, có Phan Hồng ha, nha. Tiếp cả nhà. Bộ trưởng Công an thông tin qua rà soát ở các địa phương, hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 6 tố giác của công dân về việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận phân loại 6 tố giác theo đúng quy trình của pháp luật tố tụng hình sự. Mọi công việc hiện nay đang tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Bộ trưởng Công an cho biết. Chúng ta thấy rồi ha, tới công chuyện rồi đó, cái này liên quan đến cô Thị Lũ thì cô bác chị biết coi như là hôm kia đó, thông tin này đó, 4 tỷ mấy thôi đó, 4 tỷ mấy hà, có một cái tỉnh Quảng Trị báo cáo là 4 tỷ mấy hà đó, mà các con lương nói là coi như là người ta đi cực khổ thế này thế kia, phải cũng phải có mày kia tiền chi phí chứ. Hay quá ha, giải thích giải trình hay quá ha, làm từ thiện từ tâm hay quá ha. Đó, tại sao không nói lúc đầu tỷ lệ bao nhiêu ha, mà nói bù tiền nữa, mà bù tiền vô từ một tỏi mấy là coi như là cho chẳng số tiền nữa mà. Đó, giờ rồi là có ăn lương cái gì cũng nói được hết. Mai mốt coi như là lên phường nói chuyện ha. Đó, thích thì lên phường nói chuyện, gặp ông giáo chú CA nói chuyện ha. Còn anh Đức Hỉnh á, liên quan anh Đức Hỉnh này có anh chị ha, thì mới đây có một cái thông tin trên mạng ha, có anh chị thư ký của cô Hằng cũng cho chúng ta thấy rồi ha, có anh chị là coi như là tòa án ở coi như là ở Thủ Dầu Một, tòa án để em coi cụ thể ở đâu, tòa án ở thành phố Thủ Dầu Một ha, có anh chị là đã và thông báo về việc mà thụ lý vụ án về việc mà cô Nguyễn Phương Hằng nộp đơn mà kiện ông này ra tòa ha, các anh chị đó, thì đây có đơn từ Hằng Hồi ha, chuyện gì tới sẽ tới rồi, bà Hằng bà nói bà làm mà đó, chứ đâu có nó bà chơi chạy đâu, con ma sói gì đó, thì bây giờ công an cũng coi như là mời lần hai rồi, mà theo quy định luật hình như nói là mời coi như là 3-4 lần mà không lên coi như là có biện pháp mạnh đấy ha, càng lắm đây ha, càng lắm tới công chuyện rồi ha. Rồi ơi, nội cái như là bà kiện ra tòa mà bà kêu đồ bồi thường là cũng mệt nữa ha. Penalty tới rồi mà cô Hằng nói là tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi ha, mà nhiều cô bác anh chị không hiểu cái vụ mà tự nhiên sao có vụ penalty ha. Tự nhiên có quả penalty từ trên trời rơi xuống ha. Nó không rơi ngay lúc trước kia hay lúc sau này, mà nó rơi đúng ngay thời điểm này đang trận đấu đang rất là quyết liệt ha. Cô Hằng với bên đội của anh Đức Hỉnh đang giằng co nhau, và cô Hằng bằng
cái lối chơi mà quyết liệt, xách lá cà hay các anh chị lăn xả vào như những cái chỗ điểm, những cái điểm nóng ha, thì các anh chị thấy không ha, thì đáp lại là cái gì, một quả penalty về vấn đề mà VOV không liên quan đến cô Hằng. Các anh chị thấy sao ha? Tiền đạo sát thủ đứng trước quả penalty này thì các anh chị nghĩ sao? Chưa bao giờ xuất trận một quả penalty nào, và em tin là coi như là không, sẽ không có bất ngờ nào xảy ra khi mà quả penalty này sẽ không thể nào mà ra ngoài được. Em tin tưởng vào tiền đạo sát thủ Nguyễn Phương Hằng đó. Có bác anh chị thì sao, có ý kiến gì đó? Có anh chị không hiểu, ai không hiểu hết, chúng ta phải hiểu chứ. Quả penalty tại sao nó không xuất hiện trước đó, hoặc là sau này mà xuất hiện đúng thời điểm này đó. Ngon lành cành đào luôn. Rồi em xin dừng video tại đây. Cảm ơn cô bác anh chị đã xem và lắng nghe. Các anh chị hiểu ý em chứ? Không hiểu thì comment bình luận ở dưới, em sẽ giải thích tiếp ha. Cảm ơn cô bác anh chị đã luôn đồng hành ủng hộ. Có anh chị ủng hộ thì cho một like. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em. Nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những video mới. Chúc cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều, kể cả những cô chú bác anh chị mà xem mà không comment bình luận luôn, âm thầm ủng hộ đó, cảm ơn rất là nhiều và trân trọng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị ở những video lần sau. Bye bye.